Chào các bạn. Có khá là nhiều bạn yêu cầu mình làm clip người cuối cùng ngừng ăn cua hoàng đế. Nhưng mà cua hoàng đế thì thật sự là chỉ cần mỗi người ăn một con là tạch đó bạn. Và nếu như làm clip người cuối cùng ăn cua hoàng đế thì mỗi người một con là tạch thì đâu có gì đâu mà người cuối cùng được. Nên lần này là mình chơi cái phiên bản gọi là người cuối cùng có cua hoàng đế luôn, nhưng mà lại gọi là hải sản nha bạn. Như đây là mình có nguyên một cái bàn hải sản, gồm có là cua hoàng đế nè. Rồi con này là tôm hùm bông. Đây là tôm hùm baby. Ghẹ. Đây là tôm hùm Alaska. Còn mấy con này là tôm mũ ni. Còn con này là con tôm tích khổng lồ. Con này là cua Cà Mau. Và phía trong cái nồi này thì có nguyên một cái nồi gọi là nghêu sò ốc hến các bạn ơi. Và tổng cái bill mình mua là gần 27 triệu các bạn. Những cái con hải sản này là tụi mình đa số là chỉ là hấp bia thôi, chỉ có mấy con ốc là tụi mình mới hấp xả thôi. Nói chung là quy một mấy cái con này là hấp bia hết nha bạn. Và ở đây là chúng ta sẽ có là 6 người chơi. Hôm nay là có thêm cu đại nha. Tại mình sợ là năm hàng tủ đang không nổi như đây các bạn, nên mình gọi thêm thằng đại tới nữa để có thể bào được cái bàn hải sản này. Và cái clip hôm nay là mình sẽ là hoàn toàn tài trợ luôn bạn, tụi nó không cần phải bỏ tiền ra. Tại vì nếu như tụi nó bỏ tiền ra mà mình lại là ban giám khảo, mình lại xử không công bằng đâu các kiểu á. Nên mình quyết định là clip hôm nay là mình là sẽ bỏ tiền ra luôn. Giải thưởng cái clip này vẫn là hôm nay chơi lớn luôn, vẫn chờ quán bơi cũ nha. Nói chung là những cái mà nó dễ quá thì thường là mình năm cũ bạn. Nhưng hôm nay là nói chung là lỡ đầu tư cái 27 triệu vào hải sản nên chơi tiếp 10 triệu cho giải thưởng cho bạn cu nó ăn cho sung các bạn. Quá ngon. Rồi có ai có con gái gì tới khi chơi không em? Em thì em nghĩ bản thân em ăn chừng mâm này là đủ hết, hết bàn này là chắc là đủ. Em nghĩ là em ăn được mấy con? Hả? Yên bàn. Wow, gái tốt. Gái rất là to và ấm. Rồi tiếp theo là Hương. Tôi nghĩ mình có thể ăn được 7-7-49 con luôn các bạn này. Bàn này chắc được chừng 20-30 à. Nên game là dễ. Rồi vậy gái gì em? Nè cũng dễ. Dễ hả? Easy quá. Rồi bé Đại đây, gái gì không em? Em không ngán đối thủ nào hết á. Rồi tiếp theo là Toàn. Không lên gái trước anh. Không lên gái trước hả? Đúng rồi, phải tạo bất ngờ. Đúng rồi, rồi cuối cùng là bé Tú. Em nghĩ em đang ăn được con hoàng đế là em thua rồi. Vậy hả? Tới đây chỉ là chủ yếu ăn con hoàng đế là được rồi hả? Em chủ yếu là vui thôi à. Đúng rồi, vui là chính ha. Nói tiền là 10 chứ. Nói tiền là 10 á. Nói chung là clip này là chủ yếu là mình đầu tư để cho các bạn xem cái nội dung nó lạ. Rồi để mấy bạn không ngần ngại nhắn đăng ký kênh để ủng hộ mình đạt được cái mốc cao hơn 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, thậm chí là 10 triệu subscribe các bạn. Mình bây giờ là mình chỉ mong là boost subscribe lên càng nhanh càng tốt thôi, nên mình không có ngại đầu tư. Các bạn thấy video nào của mình mà các bạn cảm thấy thích thì các bạn đừng ngần ngại nhấn like, chia sẻ cũng như nhấn đăng ký kênh giúp mình nha. Nút đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí và nó cũng không có giúp mình tăng được thêm 1.000 đâu hết các bạn. Chỉ có quảng cáo mới tăng tiền thôi. Còn đăng ký kênh là mình muốn đạt cái mốc thôi các bạn. Nói chung là bạn nào thích video này nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Và tụi mình vẫn tiếp tục chơi theo cái loại là vòng quay nha bạn. Ở đây là mình có qua lượt nè. Còn đây là một ly nước Coca-Cola. Cái này là chỉ định một người ăn, bất kỳ cái nào cũng được hết. Còn này là tự chọn 5 loại skill sọt hết. Nói chung là 5 con nào cũng được hết bạn. 5 con trong cái nồi nãy mình show ra nha. Rồi đây là ăn một con tôm baby. Rồi tôm hùm bông, tôm baby. Tôm tết, tôm mũ ni, tôm Alaska, ghẹ, cua Cà Mau, cua hoàng đế. Đó, nói chung là vòng quay của mình là có nhiêu đây cái. Và ví dụ như bây giờ thằng ăn nó quay vào tôm hùm Alaska thì nó là người đầu tiên quay vào thì nó được quyền lựa muốn lấy con nào lấy. Tại vì mình thấy có mấy con này cái cỡ nó không có đều nhau các bạn. Nhưng mà người nào vô trước thì được quyền chọn trước. Ok. Anh ơi cho em hỏi nha. Ví dụ giờ mà bị chỉ định nha, mình có hai con là tính thời gian sao? Và vẫn như cái clip Hi ăn gà là có thời gian các bạn. Ví dụ như bây giờ là cứ thằng Dĩ nó quay vào con mấy con nhỏ nhỏ bên đây. Gồm có là mấy con tôm nhỏ nhỏ nè bạn. Như một khu vực này là mấy con nhỏ nhỏ nè. Tức là một con nó sẽ có 10 phút đang. Rồi những cái con lớn, những con lớn như là tôm hùm Alaska, cua hoàng đế và tôm hùm bông là ba con bự nhất thì sẽ có 15 phút đan nó. Nếu hôm nay là người nào mà đầu hàng thì sẽ được một vé tắm hồ bơi các bạn. Tắm luôn quần áo hết luôn nha. Rồi ai đi chơi trước? Đi chọn luôn. Tưởng nào hả? Chơi đâu? Ăn luôn rồi. Rồi ăn trước nha. Em 30 tuổi cho em chơi trước. Vậy đúng không ạ? Rồi ăn được chỉ định một người ăn. Nhân phẩm. Không, lại có một người nói là không nghe ai hết á. Đại, con chim gáp. Rồi ok.
Cô đại là sẽ được con này với em. Cặp luôn nha em, cặp luôn rồi, ok. Nói chung là những người nào mà đã quay vô rồi thì mình sẽ ít nó nha bạn, không được quay chơi trùng nha. Rồi, tiếp theo là Hương. Dạ, sớm hơn cô. Dạ. Cô Hoàng đấy. Hương được cô Hoàng đấy luôn. Ngon. Rồi. Ngon đấy. Ít cô Hoàng đế luôn. Rồi tiếp theo là cô Dĩ. Rồi xong mắt hai con bự nhất rồi. Hai con bự nhất đã ra đi. Tôm hùm bông. Hớt. Lựa cho em lựa. Cho lựa lấy con nào. Lấy nào. Con này đẹp nè, trắng nè. Mấy con kia đen quá. Đúng rồi, trắng không có em. Sợ bự luôn, sợ gì. Ừ, nhớ gì đó hủ nào. Rồi tiếp theo là Đại. Đại giờ có cái con nữa kìa. Mấy em thêm con nữa anh. Dạ con gì á? Em đem con tô ba lát ca, em chọn con nào em? Rồi. Cái này nè. Con này đi anh. Rồi ok, Đại được một con trên ráo thì con lát ca nữa. Quá đã. Sao rồi? Rồi tiếp theo là Tân. Rồi vô cái của người ta, quay lại em. Buồn quá. Vậy cho thấy cái mặt toàn nha. Tôm hùm baby. Tôm hùm baby. Chọn. Con đó nhỏ. Con nào cũng được. Con này luôn. Rồi ok. Rồi cuối cùng là bé Tú, quất em. Cùng quá. Còn mấy nhỏ không. Để xem Tú có gì nha các bạn. Nó quay vậy, nó quay mạnh quá. Quay mạnh quá, nó chờ hơi lâu, bạn không cảm nha. Nước. Thấy gì bảo, Nước. Rồi nước. Tú sẽ được một ly nước Coca-Cola. Nói chung là game này là chủ yếu là đến đây ăn tôm hùm được các kiểu là chính thôi bạn. Và đặc biệt là nhân phẩm nha, ai vô gì thì chịu hả bạn ơi. 3, 2, 1, bắt đầu. Thời gian nó chạy rồi nha. Nhanh lên. Đồng hồ mình sẽ để đây, đừng ai làm đập cái điện thoại anh nha. Mình theo quay review từng người. Đầu tiên là Dĩ, tao ở cái gì vàng khè với xe luôn kìa. Gạch, phải ăn hết nha. Chấm này. Ăn gạch luôn nha, không có bỏ gạch nha. Gạch sẵn kéo. Rồi. Tao ăn Hương nè. Rồi, ai muốn ăn gì cứ ăn đi, không cần đâu. Dạ, tôi Hương nè. Anh tự review mà. Mới bẻ được cái chân nè. Ủa, ăn không ăn hả? Buồn ơi, luôn chỉ định. Sao em chỉ định em ăn? Thôi, đâu được. Thích ăn tiền thôi hả, phải ăn cua hả? Thôi anh. Rồi lấy tay đẩy nó. Lấy tay đẩy không cần gậy luôn, lấy tay đẩy cái ra. Đẩy đầu nhỏ qua đầu bự, đầu nhỏ qua đầu bự. Ừ, đúng rồi, đẩy nó, đẩy tới đó. Đó, wow. Rồi lấy wow. Wow. Lại nghĩ ra lấy tay kia nghĩ. Từ làng đầu quết muối vậy. Tôi tiêu. Cài quá. Bộ nó ngọt kìa. Đã không? Không ám luôn. Ngại nhiều quá. Ghê ngang. Cái này vừa chín tới luôn á, lần này cũng kinh nghiệm mấy lần trước rồi. Đại này lên vừa lên sóng tập đầu tiên mà ăn gì chắc tiêu đại rồi. Sao hết anh? Đổ em. Cái này không biết nữa. Để coi vậy. Sao không ngán ai hết rồi bị anh ăn mà chơi cái là không ngán thiệt luôn rồi. Còn toàn con gì lẹ với mấy thằng bắn này sắp hết rồi. Tôm hùm baby. Tôm hùm baby hả? Ăn gạch luôn nha. Ủa tôi không ăn hả? Uống nước anh. Nhìn mọi người ăn thèm ghê. Lắm. Con sao đi dài nữa vậy hả? Tôm hùm bông hả em? Đủ vốn luôn. Trời ơi có mẹ con nó cắn cái cục đó kìa. Ăn cơm chưa? Chưa luôn. Chờ bụng anh, chờ bụng. Coi chấm rồi mẹ ơi, coi chấm kìa. Mình thấy Dĩ là đủ vốn nhất các bạn rồi, cái tô hùm bông thịt ăn đúng nhiều luôn á. Chắc Dĩ tạch quá. À, mình đóng cái cửa đằng sau cho nó có phong nền màu xanh chút nha các bạn. À, Dĩ em thấy nó ăn chậm lời anh ơi. Ăn phần nào anh? Muốn con gạch ăn, muốn cái nào mềm ra ăn rồi, cứ mềm ra ăn rồi, giấc em. Nay toàn nay ăn gạch luôn nha các bạn. Đúng chưa, đúng chưa. Rồi xuống em, quất. Tao ơi, lần đầu tiên tao ăn gạch kìa. Không, được hả, được hả? Còn cục này nữa nè. Cục đầm mềm ra, à. Cục đầm mềm ra mà. Trời ơi, Tú chỉ nhiệt tình với em. Đúng rồi, Tú chỉ đạo tội ăn nha Tú. Rồi,
Gặm đầu gặm luôn. Ôi. Gặm gặm đại luôn chứ. Ôi, 3 phút nha. Còn 3 phút mới 3 phút tôi qua à. Nè, thấy gạch không? Đó. Còn vậy sao em? Ngán rồi, ngán rồi. Đang bài. Còn hôi sao rồi? Wow, nhiều chân quá, nãy ăn chưa hết. Con này mấy chân à? Xin lỗi nha, miếng. Con này là chắc 77-79 con chân có hơn. Hết nước nha anh. 77-79 thua rồi, hôi nhang là 77-49 rồi. Có bao lần rồi không? Anh vui đỡ vậy. Hết nha. Rồi, Tú đã hoàn thành thử thách với ly nước Coca-Cola. Rồi, Toàn hả? Hoàn thành rồi. Rồi, Toàn hoàn thành luôn. Tạm hoàn thành luôn nha. Rồi, Toàn hoàn thành. Rồi, Đại sao em? Ăn hết cái đó rồi sao không hả? Tại ơi, nhìn chặt. Thấy kèn hả anh? Thấy kèn nữa. Thấy kèn nữa. Rồi, hai kèn em. Đây, bẻ giùm cho. Trời ơi, tiêu đại rồi, tiêu đại rồi. Còn dĩ ai gạch cho em? Chưa. Còn 6 phút á. Đây là của bé Đại nha bạn. Bé Đại nha, này cho bé Đại nha. Wow. Đợi đây Đại quất cái coi, chấm luôn. Bự lên em, bình tén lên. Ủa. Sao? Ủa. Quá ngon. Nhưng mà anh ghét. Nè nè nè. Chỉ còn gạch nha bạn, chỉ còn gạch nữa xấu hả em? Trời ơi, nó văng kìa. Điếm gì? Bốn. Em nghĩ chắc cái đầu có vậy thôi. Cái đầu chỉ muốn gạch thôi em. Nè 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 nè. Nè nè. Ôi. Bốn cái cục đó là. Có gì gạt nè kìa. Từ từ. Vậy nó bút gì xịt vậy? Đã kéo cắt gì ơi. Đã bút cho, bút gì vậy? Nè. Đã không luôn chấm gì? Trên đầu dính tụm. Đầu dính vàng khè luôn rồi bây. Trời ơi. Rồi 10 phút trôi qua vậy ra hết hết xe tép bé các bạn ơi. Ok hoàn thành chấp nhận luôn. Cũng khóc luôn. Anh hỏi cảm nhận anh. Rồi ăn Đại hiểu đang nó ăn xong con tôm Alaska rồi, hiện tại nó đang ăn con tôm King Crab. Có phát biểu gì không em? Ngán quá anh ơi. Nhưng mà nó ngon. Ngon mà ngán hả? Do chắc ăn nhiều quá em. Rồi Khu thì nó đã sắp hoàn thành con King Crab rồi các bạn, nó chỉ còn cái kèn bự chà bá này với lại phần gạch nữa là được rồi nha. Càng cứng đê luôn. Chà. Cắt rồi, cắt ngoài. Rồi banh ra. Đây bị bút bút luôn. Không đấm luôn hả? Cảm giác của mình lúc này là khá là buồn ngủ luôn mấy bạn. Quyên rồi, người mặt trắng. Bước em. Sao? Cái mình nó ngon hơn cái chân luôn á. Vậy hả? Chắc hợp hơn hả? Rất là chắc hợp. Ve ve thật thật. Rồi vậy không ăn hết đám luôn nha. Còn riêng Đại thì nó còn tới 15 phút nè con này luôn Đại. Được anh. Được. Đó, cái cục nó chấm vô một cái nè. Hết luôn. À, móc hết anh ăn một lần luôn, cái gì vậy? Nhìn ăn em chả tiếc tiếng luôn rồi. Nè, lại quay cảnh ăn từ từ nè. Đó. Ăn từ từ thôi nha em. Động tác chậm anh quay ăn nè. Rồi làm quyên lộp luôn. Xong rồi. Bỏ từ từ. Bỏ từ từ thôi nha, chấm từ từ rồi bỏ từ từ thôi. Chấm em. Đó, lên luôn. Ồ. Ta ơi mẹ ơi. Hay là chảy nước miếng luôn, ngon. Hương gần xong rồi đúng không? Không rồi, tại mấy nó lặt nhặt không rồi. Rồi ok, cho Hương qua luôn. Yeah. Con nó bự quá cho qua. Rồi kiếm cái võng thì ngủ ra. Không được uống nước nha. Rồi vậy hả? Đừng rửa tay, đừng chụp phòng đụng nước. Vậy thôi, ngủ đây. Đốt phan này. Rồi bây giờ Đại chuẩn bị ăn nguyên một cái muỗng gạch. Rồi đốt luôn, Tú. Chăm sóc Đại Tú. Trời ơi anh em đó kìa. Quá nghiến. A few moments later. Đại nó gờ gờ các bạn ơi. Mới có 16 phút còn dư tới 10 phút lận mà gờ gờ em. Ngán quá anh mày không nổi anh ơi. Hết nổi rồi. Ăn miếng gạch vô. Nói chung là Đại là nó chỉ còn có hai cái kèn với lại phần thịt với lại gạch nữa là xong rồi, nhưng mà nó gờ gờ các bạn. Ê còn cái chân luôn nè. Đây còn cái Tú. Chân luôn nè. Tú hết ăn gạch lắm á. Tú ăn cái Tú. Vậy. Thôi được rồi. Rồi nói chung là vòng đầu tiên do Đại nó bị ăn nó quất nguyên con tôm. Ở đó nó bắt đầu quay vô con tôm mà bị ăn nó chèn thêm một con cua nữa. Kết quả là Đại no quá tập rồi nha bạn. Vậy thì chuẩn bị trải nghiệm cảm giác tắm hồ bơi em đi. Rồi nói chung là người đầu tiên đầu hàng chính là cu Đại nha bạn. Tạm biệt em. Ôi nó biết bơi kìa. Thằng Bảo không biết bơi mà Đại biết bơi. Đúng tấu hài luôn. Rồi ok, bây giờ là cái vòng quay là sẽ đảo ngược là Tú chơi tướng các bạn. Quay em.
để xem Tú được cái gì đây. Ghẹ. Rồi muốn lộn cái ghẹ nào? Con đó đúng không? Rồi cầm luôn em, vô luôn. Sao mấy em phẩm vậy? Rồi tiếp theo là từ từ gạch tên cái. À mình sẽ gạch ghẹ. Rồi tiếp theo là to, quay em. Hồi nãy nó nhỏ quá anh ơi. Hồi nãy nó ăn đủ con đó luôn anh. Nó toàn ăn không đủ mà. Bây giờ thêm con tô bạch ca. Tùm tích rồi. Vô vòng quay lại luôn em. Chắc chuẩn bị đổi vòng quay các bạn, vòng quay này hơi bị trùng. Tôm mũ nê. Tôm mũ nê. Chính là con này, Quýt thích con nào? À, con này. Rồi ok, con đẹp nhất. Ủa nãy gạch tôm chưa? Chưa. Tôm gì? À, đất ca. Rồi gạch hết rồi, con nào vô anh cũng gạch hết. Kìa, anh ca chưa gạch kìa. Vậy hả? Giờ gạch. Rồi ok. Rồi tới lượt ai? Vậy. Rồi vậy vô em. Nãy quên gạch tôm Alaska. Qua lượt, nó qua lượt. Đúng rồi, còn vòng con cái qua lượt đó em. Rồi. Cua Cà Mau. Qua lượt. Đây cua Cà Mau thích con nào? Con này còn y chân nè. Con nó đen đen khui lùi lùi à. Con này sáng nè. Ừ. Đen giống nó. Ok. Chắc luôn. Thích con đó đúng không? Rồi chúng ta chỉ còn lại 1, 2, còn tôm tết nè. Từ chọn ốc với lại qua lượt thôi. Ừ, game là dễ không? Ừ. Anh đơn. Qua lượt. Mới có con cua thôi mà muốn xỉu qua hơn. Xỉn quá. Bé qua lượt. Cái nữa, lận. Vậy thì giờ qua lượt. Lại trồn tiếp. Vậy thì giờ qua lượt. Gần nhẹ ơi. Ê. Ê. Đúng rồi. Qua lượt. Tự chọn 5 loại xoài ốc. Rồi ở đây là tụi mình có nguyên một cái nồi ghiêu sọ hến. Hương thích con nào lựa 5 con. Con ốc dừa dôi không? Con vẹ mày nè. Nó là ốc dừa dôi á. À này nè. Con này đúng không? Này nè. Nó bị gụn thịt ra, thịt nó nằm đây nè. Đây. Một con, nào nữa? Chạy hết 5 con nữa luôn. Hết 5 con này luôn? 5 con nữa luôn. Không, chơi con này cho bự nè, cho đã. 5 con vẹm này. Vẹm dễ ăn. Ok, Hương được nguyên một cái mâm 5 cái con. Con gì mình cũng không biết nữa bạn ơi, nhưng mà nó là con ốc nha. À, ốc, có ốc hai vòi. Nó có tới hai cái vòi lượng nè bạn. Nè, Bảo quay được Bảo. Một cái vòi, hai cái vòi. Quá hài luôn. Rồi cái vòng quay đó có quá nhiều dấu ý các bạn nên quay bị trùng nên mình đã đổi qua cái vòng quay của điện thoại để cho nó chuyên nghiệp hơn và nó không bị trùng nữa nha. Và hiện tại là chỉ còn có tôm tít và qua lượt thôi. Để mình chỉnh lại tôm tít và qua lượt. Để xem cô ăn nó sẽ có tôm tít hay là qua lượt. Nhân phẩm, nhân phẩm. What the hell? Qua lượt. Qua lượt. À. Thôi game này là ăn nó chỉ việc đơn giản là nhìn mọi người ăn thôi các bạn. Rồi hắn thôi. Rồi vậy chúng ta sẽ có 4 người ăn. Cầm súng lên. Ok chưa, bấm giờ nha. Những cái món này là mỗi thứ là chỉ đúng 10 phút thôi á. Ok chưa. 3, 2, 1. Bắt đầu. 10 phút nha. Chúng ta sẽ coi toàn nè. Con em bẻ thầu. Con em lặt lặt lên lặt xuống cái gãi em. Ủa thì kéo rồi. Nó có dục. Đây đây đây, lặt cho nó đâm à. Ủa kéo rồi em. Cứng hả, sao cứng như hả. Sao em chọn anh xây nữa. Xây hả, xây hả. Ồ. Oh, wow. Đây anh lấy ra luôn bự kéo cái gì? Bự cái coi, biểu diễn cho anh toàn ăn luôn. Nè, mình cắt cái đuôi đó vậy nè. Đó, rồi mình ghi nó. Cứng chưa? Đó. Tôm tít nha bạn. Ủa tôm muốn đi anh à. À lộn, tôm muốn đi, tôm muốn đi. Rồi ăn em. Anh sẽ cắt gạch cho em luôn. Còn Hương ăn gì ạ? Hương ốc hai hai ra rồi. Ốc hai nồng. Còn dễ gì ăn cua Cà Mau, còn Tú ăn ghẹ Tú. Sao đơn giản quá Tú. Trời ơi, gạch con này đúng đã luôn nè. Trắng trắng nè bạn ơi. Nè, ống ảnh nè. Toàn húp cái coi Toàn. Quay gần lại cho tờ cảnh Toàn húp cái coi. Húp đâu anh? Húp màu trắng đây nè. Húp cái rột coi.
gạch cái này được. Ngọt không? Sao lại gạch được chứ? Này nó không gạch được rồi. Không gạch cái này được. Rồi Tú Hoàng Thanh. Đã không em? Không lẽ ăn thêm con thứ hai. Rồi Tô Hoàng Thanh. Rồi vậy thì nó chỉ còn có cái phần gạch với lại thịt trong cái mình đó là được nha. Gạch màu đỏ đây nè em. Thử đi thôi. Quất. AS chưa? Nè. Quất. Chấm gì cũng ai bại luôn. Sao ngon? Giống ăn trứng gà muối vào. Lòng đỏ không gà không dịch đó em. Còn bên nữa kìa. Hết giờ chưa anh? Hơn 2 phút nữa là hết giờ nha. 7 phút 23 giây rồi. 2 phút 30 giây nữa là hết giờ. Khuôn sao rồi? Khuôn nãy giờ mới có 2 con thôi à. Áo đỏ đấy em. Tay bến à? Nó y dây hùng vậy. Đã tay bến còn gặp cái quỷ gì nuốt không vô. Rồi con thứ ba nha. Rồi người tiếp theo đầu hàng chính là cô Hương, xin mời. Bị ép rồi được tình huống này thì mình không còn gì để giấu nữa, mình sẽ biểu diễn khả năng hình công của mình từ đây đi qua tới bên bển. Chị đùa. Chưa lại chưa tới em ghét lại thêm 50 năm nữa em. Không phải ăn no quá bị giảm công lực rồi. Rồi chúng ta chỉ còn có 4 người chơi bạn, nói chung là một vòng thì lội được một người luôn, quá đã. Rồi ăn quay trước. Bắp. Cua Cà Mau. Muốn lựa con nào em? Con này đẹp nhất nè, lúc đúng không? Rồi ok. Rồi ăn chiếc cua Cà Mau. Rồi cua vậy. Bấm được luôn à? Lấy tinh một khu bu tay bấm cũng được. Rồi coi dĩ được gì nha bạn. Tuy chọn 5 loại nghêu sọn hết. Vẫn còn bốc khói luôn, em có ăn loại nào? Chờ với em hả? Chơi con bự bự đi cho đã không? Sòng ai? Làm con bự chơi. Mấy này gặp rồi vậy? Con bự cái gì nữa? Tu hài không? Con này con này mấy thuốc. Đâu con này đúng không? Tu hài đúng không? Rồi tiếp. Chị thằng lây luôn. Vậy hả? Đó, hai con này nhìn thấy hấp dẫn liền. Ăn con sò này không? Có chút xíu nè. Lập lô là được 4 con rồi đó, thêm con sò huyết đúng không? Hay là con sò hổng lồ đây nè. Chậm sò hạt luôn chứ. Rồi sò huyết. Rồi ok, đủ 5 con. Rồi. Giống như buffet vậy mấy bạn. Rồi tiếp theo là Tôn. Quá luôn. Wow. Quá đã. Rồi Tú luôn. Còn chỉ định một người ăn đó em. Em muốn vô con bự hả? Không có. Gợi. Trời. Tú lại vô gợi tiếp rồi chứ em. Thích gợi nào? Con này đẹp đây em, trắng trẻo nè. Nè con này đẹp nè. Nhưng mà bự anh. Con này bự đúng không? Không, con này nhỏ. Ăn gợi nhỏ hả? Rồi ok, vòng này là Tú sẽ ăn gợi. Toàn qua lượt. Vậy thì có một cái buffet ghiêu sọt hến và cua ăn rồi sẽ ăn cua Cà Mau. Dòng này mình nghĩ là đơn giản, ai cũng qua được hết các bạn. 3, 2, 1, chiến đấu. Em phải ăn cái con bự khổng lồ này mới đã nè. Nửa dao quá, từ. To rồi. Bò hồi thôi. Bỏ cái này là xịt của nó nè, bỏ ra nha. Rồi. No lắm rồi gì vậy? Sao con nổi được không? Làm thử con ốc vào dôi cái nữa nè. Trời ơi, đây nè, trời ơi. Lại cái ốc vào dôi cái đi. Trời ơi, rồi. Nè, tới đây rồi. Đầu hàng tới đây. Đầu hàng hả? Nói dùng có con tùm hồng bông. No tới giờ luôn anh. Hết rồi nổi hả? Rồi, rồi tắm với mặc quần áo tiếp theo là cu dĩ nha. Vô em. Rồi tụi mình đến với vòng tiếp theo bạn. Bấm em. Hay là bấm giùm chưa? Để xem Tú sẽ có cái gì. Tôm Alaska. Em nói y chang luôn. Thích con nào? Tao thấy con này bự nè. Thấy con đó hả? Từ từ. Chưa ăn em, chưa bấm giờ mà ăn gian hả? Rồi Tôn. Chỉ định một người ăn.
Chị định thằng Tú. Ăn gì? Ăn con tôm Alaska đó. Con nào em được chọn luôn? Con này bự lẹ. Con ăn luôn này. Rồi ok, okay luôn. Rồi tiếp theo là cô ăn nha. Em tự thích chị định em chứ. Ồ, tôm tít. Tôm tít. Tôm tít nha bạn. Tôm tít. Con này bị gì xấu vậy? Rồi vòng này là Tò tiếp tục dịch mọi người ăn. Buồn quá. Cô ăn sẽ ăn tôm tít. Còn Tú thì tiếp tục một tay một con tôm Alaska nha bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Vòng này ăn sẽ có 10 phút để ăn con tôm tít. Tôm tít thì khá là dễ ăn. Chứ việc ăn cái phần mình thôi là đầu nó có gì để ăn hết á. Nó cắt hai bên hồng nữa. Chặn vô tay á, từ từ thôi. Em có 10 phút dư sức mà. Dạ. Cái này dễ. Cái này dễ. Xài không? Béo ngọt gì không? Nó có chắc riêng của nó rồi, tôm tít rồi. Ăn lạ giống giống tôm thường đâu. Hơi bỡ xíu. Rồi Tú thì mỗi con 15 phút, tức là hai con là 30 phút nha em. Sao không càng hả? Một cái càng hả? Ờ càng nó đã à. Tú, con này có gạch đúng không anh? Ừ. Dạ ăn luôn. Để cho Tú ăn. Tú quất cái càng đó, càng đập không em? Không rồi. Chừng vô tay cái từ từ thôi, 30 phút lên. Anh ơi. Anh ơi. Mình xong rồi nha mấy bạn. Xong rồi. Rồi quay nó xong đi. Rồi, mình còn có miếng này nữa là xong rồi các bạn ơi. Rồi, ăn hoàn thành nha. Game này dễ em. Vô giờ rồi. Rồi, nói chung là mình thấy là ăn với lại toàn là có nguy cơ là vào chung kết. Còn vòng này là bé Tú là tạ tình cho bạn, dù rất may mắn ở những phút đầu nhưng phút cuối thì bị mọi người dồn ép rồi. Anh khinh thường em dữ hả? Hai con lượn với em. Em ăn 5 con luôn chưa. Tú ơi, Tú, đây đây, Tú, tiếp tiếp Tú ơi. Ngon lắm. Tú đã vào được 4 cái càng. Tiếp theo là cái gì? Mình. Ồ, được. Anh có kinh nghiệm ăn tôm rồi mấy. Bữa ngoài cắm trại ngoài hồ Thị An là ảnh một mình ảnh bào nguyên con cua với con tôm luôn á. Này bình thường quá. Thì anh đang hiểu tại sao toàn chỉ định Tú không chỉ định em rồi. Phải giết nó đầu tiên rồi. Nó khó, nó khỏe quá mà. Quá. Mấy hàng nó khỏe rồi tao giết nó đầu tiên. Chơi vãi luôn. Càng ngon là sẽ vậy á. Nó ăn mà nó cứ nhả ra nhả vô cái ghê thiệt luôn á. Xong rồi nha. Xong hả? Hoàn thành rồi. Vãi thiệt chứ, ăn ghê. Nhìn nó đúng ghê luôn. Hai con Alaska luôn các bạn. Một con bự chập bá như vậy nha. Trời ơi mẹ ơi. Quá đã luôn, ok, vòng tiếp theo luôn. Rồi vòng tiếp theo. Vòng nãy là không có ai tạch nha bạn. Tưởng Tú tạch mà ai ngờ nó ăn ghê thiệt luôn. Nó cứ nhả ra vô lại, nhả ra vô lại.
Ghê phải. Rồi ăn bắp trước. Chúng ta sẽ xem coi cô ăn nó có cái gì nha bạn. Rồi. Tôm hùm hoa lá hẹ. Chính là tôm hùm bông, còn hai con bạn chọn con nào? Con này. Rồi con đó cho nhỏ ha. Rồi Tôn. Em định ăn. Em vô nữa rồi. Rồi Tôn được một can nước. Rồi Tú. Không xong rồi. Em là gì? Cái gì cũng được, vô để em. Còn hai cái luôn mà. Ăn thêm. Rồi Tú được tôm hùm baby. Dòng này là con tôm hùm bông là sẽ là 15 phút. Nước 10 phút và tôm hùm baby là 10 phút. Ok chưa? Ok anh. 3, 2, 1. Nhét súng lên chiến đấu. Tú là lần này đã được ăn tôm nhưng mà tôm khá là nhỏ bạn ơi. Đó là tôm hùm baby. Nhỏ quá không biết sao ăn. Con đang chắc không biết ra rằng Tú. Con ăn. Còn nhìn con cố gắng kìa. Trời ơi cái giàn hè này là gạch đó hả? Thôi. Anh nghĩ là xịt của con tôm với em. Trời ơi ăn nè nè. Trời ơi đầu hè. Sao? Nhóm trời diễn tả. Đã. Quá nhiều thịt. Cố ăn là phải múc gạch ăn nữa mới qua nha. Cục gạch vàng khe luôn nè bạn. Đây mình lấy cho bạn xem. Thấy bạn thấy vàng khe ra giữa đây không? Wow, nguyên cục gạch luôn. Trời ơi. Không à. Quen hành anh. Ok, cố gạch ăn rồi nha. Ăn thì bắt ra cái mình. Lại á, bỏ qua cái thằng nói đã nha bạn. Nói vải trưởng. Rồi, cô ăn đã hoàn thành phần thịt rồi hả? Rồi, tiếp theo là gạch em. Nó múc muỗng sẵn vậy. Nãy hả? Để nãy giờ. Rồi, quốc cái thử coi chịu nổi không? Gì 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 à? Nó lưng chân rồi. Gì hả gì hả? Lưng chân chịu quái luôn. Thôi bị đỡ rồi. Làm vũ này luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi anh. Cho em 5 giây cho nó xuống. Nè cầm luôn. Còn muỗng gạch trong đây nữa nè. Còn hả? Còn. Thôi rồi. Rồi để múc cho. Hai muỗng nha. Đâu. Đây để múc cho. Em cho múc giỏi lắm. Hết rồi. Đủ đó là hết rồi đó. Cho múc đi. Ok, muỗng em. Anh chấm rồi. Rồi rồi. Chạy về dưới sinh luôn rồi. Rồi chúng ta đã có người đầu hàng tiếp theo là cú ăn nha bạn. Ok là tóc đây còn một chút xíu nè. Rồi chúng ta chỉ còn có hai người chơi, đó chính là Tú Phạm An và bé Toàn May Mắn. Rồi cho Toàn giải thưởng ha. Rồi là đầu tiên Toàn được bấm trước. Rồi sáng giờ mà thấy được em. Rồi Toàn được anh tôm tím. Tôm tím thích con đó em. Con này hẳn. Con đó hẳn hả? Này Toàn thích tôm hẳn nha bạn. Rồi tốt quá em. Nhiều lắm em, còn đầy đủ. Chỉ thiếu cua thôi à. Nước. Rồi dòng này đơn giản. Toàn cái tôm tết tu nước nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Không cần bấm giờ luôn, lẹ qua dòng kế tiếp luôn. Tôm tích thì đơn giản thôi Toàn. Cái này gắn mấy hồng. Ừ. Rồi Tú hoàn thành nè. Quá nhanh luôn, Tú hoàn thành kìa, bỏ Toàn đi. Rồi Tú đu hết rồi nha bạn. Em gào không mày. Quá chậm luôn rồi. Rồi ok, hoàn thành luôn. Tiếp theo luôn ha, lần này Tú bấm trước, Tú tay có vô. Rồi bấm em. Nhanh luôn nè, sắp kết thúc video luôn rồi. Chúng ta sẽ xem coi Tú có gì. Rồi Tú được phép tự chọn 5 loại ốc. Hay ăn sò mai hả? Rồi để thêm con nữa. Đủ 5 con nha, búp phê, sò quý chứ lại con sò bự khổng lồ. Rồi tiếp theo là Toàn, bấm em. Phải dùng chỉ định mà. Chỉ định một người ăn. Con. Ôi. Con này tổ bông hả? Vậy đưa đây. Wow, rồi dòng này là Tú nó sẽ có là mâm buffet sò và một con tôm hùm bông. Ăn hết chưa? Vậy là cái này là 10 phút, còn cái này là 15 phút. Vậy là Tú nó sẽ có là 25 phút nha các bạn.
3 2 1 bắt đầu. Nóng quá. Này cứ cắt bỏ luôn anh. Đúng rồi, được bị phép cắt bỏ xịt của nó em. Không biết ăn gà sao. Sao đã không? Còn này ăn dai cũng được. Dọn ra. Rồi. Chảy 3 chén nước chấm cho Tú. Trời ơi, Tú ăn đúng đã luôn em. Đó, đây. Qua đây, đấy. Rồi tiếp theo là tôm hùm bông nha. Nay ăn nó có kinh nghiệm lộn nên nó sẽ lộn cho Tú luôn. Cực gớm. Hút hết những gì có trong con tôm luôn. Anh Toàn đang nhìn mặt anh Toàn kìa anh. Anh đang hóng Tú hù lắm rồi anh. Đẹp quá là hóng luôn à. Toàn không ăn gì hết, chán quá Toàn. Nhân phẩm vậy thôi. Nhân phẩm quá. À, cho ăn á. Thôi. Rồi Tú sao em? Ăn được anh. Còn ăn được hả? Đúng rồi. Tú chịu hô rồi. Bỏ đi. Bỏ đi. Nữa. Bỏ luôn đi rồi. Bỏ luôn. Đúng rồi anh Thương. Anh hành động ghê gớm quá. Mày thắng em nào chưa? Chưa. Cho mày thắng. Gì? Thua hả? Ngán quá. Nói hả? Thôi là em bậy em không có cắn. Rồi Tú tạch rồi. Em có nhớ là em tất cả là bao nhiêu con rồi không? Hai con này. Hai con Alaska. Hai con ghẹ. Hai con ghẹ. Hai ly nước. Hai ly nước. Một con này. Một con baby rồi năm con ốc. Ba con thù quyết. Hai con bự bự. Ừ. Rồi con tôm hùm bông là bó tay rồi đúng không? Còn quyết cục thịt luôn á. Con này nó nhiều hơn con này nữa. Đúng rồi, cái con tôm hùm bông này cục thịt nó nhiều hơn nè. Nó chắc thịt nữa anh. Bự còn chắc thịt nữa. Rồi cái vòng nãy là ăn nó chưa nhảy bạn, nó ăn no quá chịu hết nổi nên nó xin nhường lại chút. Bây giờ mới nhảy. Yeah. Nãy ăn nghe ói luôn à. Em ăn tới cái phần gạch của con cua á. Tụi nó nhọn luôn, nhọn cực kỳ béo mà nó dở. Rồi Tú thì ăn quá nhiều nên tạch nha bạn. Có đâu anh, em thấy nó chưa hắn game nào nên cho hắn game. Thôi được rồi, lâu lâu gái ít thôi em, gái nhiều quá anh mà thịt luôn á. Gà mà gái nhiều quá phải giết thịt. Rồi ok chưa. Thôi gà tắm đi gà. 1, 2, 3. Wow. Cái nữa. Thở lạnh chưa. Cảm giác khô cuộc hay là đã. Rồi cái kèo này Toàn chiến thắng các bạn. Em có nhớ em ăn bao nhiêu thứ không? Em ăn một con tôm hầm baby. Một con tôm tấp. Một con tôm mũ ni. Một tôm mũ ni. Với em uống nước với qua lượt thôi à. Nhân phẩm kìa. Uống một ly nước và qua lượt hả? Đúng rồi anh. Tính ra là nó chỉ việc ngồi im tại chỗ vậy và lụm tiền thôi bạn. Không thể được nhân phẩm. Tại vì mấy game này mình chơi chủ yếu là anh em chơi vui với nhau, có đồ ăn rồi nên có thêm một tí nhân phẩm. Kết quả là Toàn lại nhân phẩm. Chiến thắng game này. Rồi. Như cái lần trà sữa luôn. Cũng uống con ly hắn à, ly hay 2 ly vậy. Quá may mắn. Nói chung là mình đưa tiền cho anh Toàn là mình không có sợ bạn. Tiền của nó là tiền lương nè, rồi tiền khán giả rồi cái kiểu là nó đem nó để nó chơi hụi rồi nó để dành được không à. Đây đây là túi giấy. Rồi kết quả là các bạn ăn tụi mình là còn lại 2 con Alaska, 5-6 con tôm mũ ni, 5-6 con ghẹ và mấy con tôm baby với bạn. Ăn cũng gần hết luôn, khá là dữ luôn bạn. Ok, vậy mình kết thúc video tới đây. Bạn thích video này hãy nhấn like, chia sẻ. Còn bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh các bạn hãy click đăng ký kênh nha. Khi đăng ký kênh các bạn sẽ nhận được thông báo khi tụi mình ra những cái clip cắm trại nè, thử thách nè, sinh tồn rồi thi ăn rồi các kiểu nha bạn. Tạm biệt các bạn.